quý vị, chỉ còn 3 ngày nữa, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm 2021 đến 2026 diễn ra. Tại Đà Nẵng, kỳ bầu cử lần này được diễn ra trong thời điểm bùng phát đợt dịch COVID-19 mới. Nhiều khu vực bị phong tỏa sau khi ghi nhận ca mắc. Đà Nẵng lên phương án chia thời gian cho cử tri đi bỏ phiếu để tránh tập trung đông người, đồng thời xét nghiệm COVID-19 diện rộng. Để công tác bầu cử diễn ra đúng tiến độ, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng xây dựng 4 phương án khác nhau liên quan tới diễn biến dịch COVID-19. Những ngày này, các địa phương có điểm cách ly y tế tập trung đang khẩn trương diễn tập để tổ bầu cử rút ra kinh nghiệm không bị lúng túng khi ngày bầu cử chính thức diễn ra. Việc này để đảm bảo đúng luật khi bầu cử và tuyệt đối an toàn phòng chống dịch. Ông Trần Thắng Lợi, Bí thư quận Sơn Trà cho biết, trên địa bàn có nhiều khu vực phong tỏa nhất so với thành phố vì liên quan đến các ca mắc COVID-19. Những ngày qua, quận đang lên kế hoạch chi tiết về việc phân chia thời gian cử tri đi bỏ phiếu để tránh tập trung đông người. Các điểm bầu cử sẽ kẻ vạch cử tri xếp hàng giữ khoảng cách, bố trí nước sát khuẩn đo thân nhiệt. Bên cạnh đó, triển khai xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 12.200 thành viên của các tổ bầu cử, xét nghiệm cho đại diện hơn 65.000 hộ gia đình trên địa bàn nhằm sàng lọc, khoanh vùng, bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong bầu cử.